Bạn biết sao mình sợ nhất là con kim mình nó cắn dây điện. Mình cứ phải canh me nó hoài luôn. Đó, đó mấy bạn thấy cái sự ngứa răng của nó chưa? Thôi kệ, thà nó mài răng vô mấy cái nhựa cứng nó còn đỡ lo hơn là nó cắn dây điện. Vậy mà mình còn cảm thấy khuyến khích nó mài răng như mấy chỗ đó. Trời ơi. Bạn biết cái trong phòng của mình á là nó mài răng hết, từ cái sàn gỗ nè cho tới cái tường, tới cái giường ngủ, không tha chỗ nào luôn. Đó mấy bạn thấy chưa, rột rột hăng say luôn, trong khi cho miếng thịt không ăn, thích đi ra mài răng cái ghế. Không biết trên nó có cái chất gì nhỉ. Nay tự nhảy vô bồn tắm luôn đúng không? Tự ra được không Ki? Thì cần mình thì một đống deadline, còn thằng em mình thì nó vậy nè mấy bạn. Bởi vậy cuộc đời thật lắm bất công nên cộng long không bao giờ thẳng. Sữa thơm ngon đây. Hi hi. Chị hai lời pha quá. Hai mở ra cho mình lem cái nghỉ khỏe nha. Này mình lem đi, bỏ mỏ vô mình lem, mình lem. Thơm không? Hồi nhỏ lúc kia chị hai cũng hay mà lem sữa bột vậy á. Nó nói thơm gì đâu. Nhưng mà chị hai lịch sự hơn nha. Chị hai đổ vô tờ giấy xong chị hai mà lem chứ không giống lúc kia. Thơm ha. Tương lắm.